Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Nếu như các bạn để ý thì càng về các thế hệ sau, để mở rộng lối chơi cũng như thu hút thêm các fan mới, Gamefix đã liên tục tạo ra các cơ chế mới cực kỳ hay ho. Ở thế hệ 6, chúng ta có Mega Evolution. Trong thế hệ 7, ta lại có Zmu. Và cuối cùng là trong thế hệ 8, cơ chế Dynamax xuất hiện. Mỗi cơ chế chiến đấu này đều được người chơi vô cùng hưởng ứng. Chúng đều tỏ ra khác biệt và có những ưu nhược điểm riêng. Vậy, trong ba cơ chế cực kỳ hay ho này, cơ chế nào hay nhất, cơ chế nào mạnh nhất? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video Mega Evolution Zmu Dynamax Pokemon, cơ chế nào mạnh nhất nhé. Để biết được cơ chế nào mạnh nhất, chúng ta cùng tìm hiểu qua về nguồn gốc, hiệu quả mang lại cũng như ưu và nhược điểm của từng cơ chế nhé. Đầu tiên sẽ là tiến hóa Mega. Tiến hóa Mega hay tiến hóa vượt trội là một kiểu chiến đấu lần đầu được giới thiệu trong thế hệ 6. Cụ thể là trong hai bản game X và Y, khi lên Mega, Pokemon sẽ thay đổi hình dạng cũng như sức mạnh được tăng trưởng một cách vượt bậc. Pokemon trở nên mạnh hơn và lớn hơn khi tiến hóa có các hình thái khác nhau. Pokemon thường chỉ đạt 3 cấp tiến hóa và khoa học đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp có cấp độ tiến hóa thứ 4. Các nhà khoa học tin rằng Pokemon vẫn có thể mạnh hơn và đạt tới những cấp độ tiến hóa mới, rằng mỗi Pokemon đều có một hình thái tiến hóa được gọi là tiến hóa tối thượng của chúng, và Mega Evolution được tin rằng chính là hình thái đó. Để có thể tiến hóa Mega, cần phải có Mega Stone và Key Stone. Khi Pokemon giữ viên Mega Stone với năng lượng phù hợp, kết hợp với một trainer có khả năng sử dụng năng lượng của viên Key Stone, Pokemon đó sẽ đạt được hình thái Mega Evolution. Hiện tại có 46 loại Pokemon có khả năng Mega và 48 hình thái Mega được ghi nhận. Hai Pokemon đặc biệt có hai biến thể Mega X và Y, đó là Lizardon và Mewtwo. Mega Evolution chỉ có thể thực hiện trong trận đấu hoặc cuộc thi. Sau khi trận chiến kết thúc, Pokemon sẽ trở lại hình dạng bình thường của chúng. Các bạn sẽ bị giới hạn chỉ có một Mega Evolution trong mỗi trận đấu. Mỗi viên đá Mega có thể được sử dụng vô số lần, nhưng chỉ một lần mỗi trận. Để nói về nguồn gốc của tiến hóa Mega, chúng ta cùng quay ngược thời gian trở về hàng ngàn năm trước. Đã có một thiên thạch siêu to khổng lồ rơi xuống trái đất, làm cho năng lượng tự nhiên của trái đất xuất hiện khắp nơi. Hai Pokemon siêu cổ đại là Groudon và Kyogre đã đắm mình vào các dòng năng lượng đó. Chúng chuyển về hình dạng nguyên thủy và lao vào phang nhau, tạo ra một trận chiến kinh thiên động địa. Người dân tại Hoenn bất lực đứng nhìn. Họ đã sử dụng điều ước chân ngôi sao băng để triệu hồi Rayquaza, và quả thực từ trên trời cao, Rayquaza đã xuất hiện. Năng lượng từ Rayquaza cộng hưởng với năng lượng từ viên thiên thạch, và thế là Rayquaza bắt đầu thay đổi hình dạng, trở nên to hơn và mạnh hơn rất nhiều. Rayquaza trở thành Pokemon đầu tiên tiến hóa Mega trên thế giới. Sau đó, nó lao vào trên hai thanh niên phá làng phá xóm kia bằng Rồng Thăng Thiên, buộc chúng phải dừng trận chiến này lại. Tiếp theo, Rayquaza hấp thụ luôn cục thiên thạch và bay đi. Phần còn lại của viên thiên thạch đó rải rác khắp thế giới. Chúng vẫn còn mang năng lượng của viên thiên thạch gốc và một phần sức mạnh to lớn từ Rayquaza. Chúng được gọi là những viên Mega Stone và Key Stone, và đây chính là nguồn gốc cho tiến hóa Mega. Nên có thể nói, Rayquaza chính là ông tổ của cái trò chơi đá này. Nhưng khác với đám con cháu của mình, Ray không cần chơi đá. Thay vào đó, nó chỉ cần biết sử dụng Rồng Thăng Thiên, như thế là đó có thể biến hình rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với tuyệt kỹ Z nhé. Như các bạn đã biết, Zmu hay tuyệt kỹ Z là một dạng đặc biệt của chiêu thức được giới thiệu trong thế hệ 7. Trong đó, trainer và mong muốn của Pokemon kết hợp để tạo ra một đòn tấn công tổng lực mang toàn bộ sức mạnh của cả hai. Những chiêu thức được nâng cấp này rất mạnh, nếu không muốn nói là mạnh đến phi lý, nên Zmu thường được sử dụng để kết thúc trận đấu, và cũng chỉ tại Alola, Zmu mới có thể được thi triển. Để có thể sử dụng Zmu, chúng ta cần hai thứ, một là vòng Z cho trainer, hai là pha lê Z cho Pokemon. Chỉ cần có hai thứ này thì bất kỳ Pokemon nào cũng có thể sử dụng được Zmu. Có 18 Zmu cơ bản, tương ứng với 18 hệ, khi trainer đeo cho Pokemon một pha lê Z nhất định và Pokemon đó phải biết sử dụng một chiêu thức của hệ tương ứng thì tuyệt kỹ Z mới được thi triển. Và trong một trận đấu, một Pokemon khi đã Mega thì không thể thực hiện tuyệt kỹ Z ngoài Rayquaza vì nó không cần phải chơi đá. Nguồn gốc của tuyệt kỹ Z cũng khá là phức tạp. Khi xưa, chúa tể ánh sáng Necroma đã ban pha ánh sáng của mình qua nhiều thế giới khác nhau, như thế giới của các Ultra Beast, thành phố Ultra Megalopolis và thế giới Pokemon chủ yếu ở khu vực Alola. Tuy nhiên, cư dân của thành phố Ultra Megalopolis cảm thấy như thế là chưa đủ. Họ đã lên kế hoạch muốn chiếm đoạt sức mạnh của Necroma. Kết quả, Necroma mất đi toàn bộ ánh sáng, ngài rơi vào tình trạng thiếu năng lượng và dần bị thao hóa, trở thành một con thú hung tợn. Các mảnh với tinh thể từ cơ thể của Necroma đã rơi trên khắp Alola, và đây chính là các Z Crystal. Người dân trên đảo đã tạo ra các vòng Z, từ đó họ có thể khai thác sức mạnh từ các pha lê Z này. Cuối cùng là cái cơ chế mới được giới thiệu gần đây thôi, đó là Dynamax. Dynamax là hình dạng biến đổi tạm thời của Pokemon được giới thiệu trong thế hệ 8. Khi này, hình dạng của Pokemon trở nên cực kỳ khổng lồ.
Bất kỳ Pokemon nào cũng có thể Dynamax, miễn là trainer của nó sở hữu Dynamax bên. À, trừ 3 Pokemon là Eternatus, Zacian và Zamazenta nhé. Theo giáo sư Magnolia, Pokemon Dynamax làm biến dạng không gian để thay đổi kích thước, đồng thời chúng sẽ tác động đến môi trường xung quanh. Khi Pokemon Dynamax, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là hình dạng của chúng đã trở nên vô cùng to lớn, kéo theo đó là các chiêu thức và HP của Pokemon cũng bị thay đổi. Tuy nhiên, hình dạng này chỉ có thể kéo dài 3 lượt và một trận đấu chỉ cho phép một Pokemon chuyển sang dạng Dynamax. Chính vì thế mà yêu cầu các trainer phải tính toán thật kỹ. Để có thể Dynamax, trainer phải sở hữu một vật phẩm được gọi là Dynamax Band, và Dynamax cũng chỉ có thể được thực hiện tại các Power Spot. Tại Gala, Dynamax trở thành một nét đặc trưng trong chiến đấu, và chỉ tại Gala, Pokemon mới có thể hóa siêu to khổng lồ giống như Mega Evolution. Dynamax được kích hoạt ở đầu lượt trước khi tất cả các chiêu thức khác được thực hiện. Khi Pokemon Dynamax, tất cả các chiêu thức của Pokemon sẽ chuyển thành Mắc Mu tương ứng với hệ và danh mục của chiêu thức đó. Mỗi Mắc Mu sẽ có một hiệu ứng riêng, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu. Nguồn gốc của Dynamax cũng không hề tầm thường. Chuyện là cách đây 20.000 năm, Eternatus đã đến trái đất từ một thiên thạch siêu to khổng lồ. Nó đã biến các Pokemon khác trở nên to lớn, chúng phát điên và bắt đầu tàn phá mọi thứ. Nhận thấy được sự nguy hiểm từ Eternatus, Zacian và Zamazenta đã hiệp lực ăn hiếp Eternatus. Ba Pokemon này phang nhau 3 ngày 3 đêm. Kết quả, Eternatus thua trận 1-2 thì how to win. Nên nó đã trôn xuống lòng đất của Gala và bắt đầu ngủ để hồi phục năng lượng. Trong quá trình ngủ, năng lượng từ Eternatus đã rò rỉ ra bên ngoài dưới dạng hạt và tạo ra các Power Spot. Các mảnh vỡ từ cơ thể của Eternatus cũng rơi như mưa trên khắp Gala. Chúng được gọi là các ngôi sao nguyện ước, cho phép bất cứ ai tìm thấy chúng có thể Dynamax Pokemon của họ khi ở Power Spot. Dynamax Band đã được tạo ra bởi Oleana để giúp bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Dynamax sau đó được Row, chủ tịch của Liên đoàn Pokemon, cho triển khai vào các hội quán tại Gala. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những ưu và nhược điểm của từng cơ chế nhé. Từ đó, quyết định coi cơ chế nào mạnh nhất và tốt nhất. Đầu tiên là tiến hóa Mega. Khi Pokemon tiến hóa Mega, chúng sẽ được tăng thêm 100 điểm chỉ số. Ví dụ như con DNC, chỉ số cơ bản là 600, thì sau khi Mega, chỉ số của nó sẽ tăng lên là 700. Vì được tăng tận 100 điểm chỉ số, nên sức mạnh của Pokemon được cải thiện rất nhiều. Thậm chí là cả hệ của Pokemon cũng thay đổi. Vì được tăng chỉ số, nên hầu như khả năng tấn công, tốc độ và khả năng phòng thủ của Pokemon được cải thiện rất nhiều. Tất nhiên là mỗi Pokemon sẽ có một cách tăng điểm chỉ số riêng, nhưng tự chung lại là khả năng chiến đấu của Pokemon đó sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Và với việc hình dạng của Pokemon thay đổi, thường là trở nên đẹp hơn rất nhiều, nên trainer nào cũng thích Mega hết. Tuy nhiên, điểm hạn chế của tiến hóa Mega đó là chỉ có 46 loại Pokemon mới có thể tiến hóa Mega. Và trong trận đấu cũng chỉ được phép cho một Pokemon Mega. Nếu Pokemon Mega không may bị đai do một nguyên nhân nào đó mà chưa kịp làm gì chẳng hạn, thì đó là một mất mát vô cùng lớn, có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Trong một tổ đội 6 Pokemon, việc nhìn ra Pokemon nào sẽ Mega rất dễ bị đoán. Đối thủ có thể dễ dàng bắt bài chúng ta để đưa ra phương án khắc chế. Vậy nên các bạn có thể sắm 2-3 Pokemon có khả năng Mega trong team. Tùy vào từng trận đấu mà Mega sao cho hợp lý, đối thủ cũng không thể bắt bài các bạn. Tiếp theo, chúng ta đến với Zmu. Có vẻ như đây là cơ chế bị thích ít nhất. Vì hình dạng của Pokemon không hề thay đổi, trainer còn phải mất thời gian để nhảy với Pokemon nữa. Tuy nhiên, sức mạnh của Zmu là không phải bàn cái. Bình thường, các chiêu thức thông dụng của Pokemon chỉ có mức năng lượng từ 120 đổ xuống. Một chiêu thức có power là 100 như Earthquake, chúng ta đã thấy mạnh lắm rồi. Nhưng bạn có biết mức năng lượng tối thiểu của Zmu là tầm 170, tối đa có thể đạt đến 210, thì sát thương gây ra phải nói là quá khủng khiếp. Thường là có thể one-shot đối thủ chỉ với một phát đánh, và bất kỳ Pokemon nào cũng có thể sử dụng Zmu, nên trainer có thể linh hoạt mà sử dụng trong trận đấu. Tuy nhiên, Zmu chỉ dùng được một lần, dùng xong rồi thôi, nên nếu đối thủ sử dụng mấy chiêu thức dạng bảo vệ như Protect, Detect hay Passive thì kiếp này coi như bỏ, vì bạn không được đi lại đâu nha. Nên trong trận đấu, trainer phải tính toán rất kỹ khi nào nên sử dụng Zmu. Cuối cùng là Dynamax. Hình dạng Pokemon trở nên khổng lồ không phải là để cho đẹp hơn đâu nhé, mà thực chất HP của Pokemon đã được gia tăng. Nếu căn mắc kẹo thì con số HP được gia tăng sẽ là gấp đôi. Tất nhiên là bất kỳ trainer nào cũng sẽ cho Pokemon của họ căn mắc kẹo rồi. Pokemon Dynamax cũng sẽ miễn nhiễm với một số hiệu ứng như nào đúng chẳng hạn. Các chiêu thức mà Pokemon sử dụng sẽ chuyển thành Mắc Mu. Mỗi Mắc Mu sẽ có một hiệu ứng riêng. Ví dụ như Mắc Airstream sẽ tăng tốc độ cho bản thân lẫn đồng minh, hay Mắc Geyser tạo ra hiệu ứng mưa ngầu cho Nam Tơn, Mắc Overground tạo ra môi trường sân cỏ trong Nam Tơn. Mỗi Mắc Mu đều có những hiệu ứng nhất định làm ảnh hưởng rất lớn đến chiến thuật của bản thân cũng như chiến thuật của đối thủ.
Mà bất kỳ Pokemon nào trong team cũng có thể Dynamax, không nhất thiết phải là Pokemon chủ lực, nên đối thủ sẽ không thể đoán được chiến thuật mà bạn định sử dụng. Và tất nhiên, các Mach Mu cũng được tăng tí sức mạnh, tuy không mạnh kiểu ảo loi như Zmu, nhưng cũng đủ xài, vì người ta xài Dynamax chủ yếu để setup là chính. Và các chiêu thức Mach Mu sẽ không bị cản lại bởi Protect, Detect hay Passive, quá ghê phải không? Tuy nhiên, chúng sẽ bị cản lại bởi Mach Guard, một Mach Mu bảo vệ cấp cao. Trong trận đấu, Pokemon chỉ có thể Dynamax trong 3 lượt thôi nhé. Và trong trận đấu có Dynamax Pokemon, thời tiết và môi trường sẽ thay đổi liên tục, đòi hỏi trainer phải có kỹ năng thích nghi tốt với mọi tình huống, nói chung là cần não nhiều hơn khi PK. Trên đây là những thông tin bạn cần biết về ba cơ chế siêu thú vị của Pokemon. Nếu xét về độ ngầu thì Mega chắc xuất No 1. Vỗ tay, vỗ tay. Thà như thế, thà như thế đi. Nhưng nếu để xét cơ chế nào mạnh hơn thì tôi sẽ chọn Dynamax. Cơ chế này như là sự kết hợp giữa Mega và Zmu vậy. Không chỉ Pokemon sẽ biến hình thành siêu to khổng lồ mà chiêu thức cũng sẽ thay đổi, tạo ra rất nhiều lợi thế cho bản thân. Yếu tố chiến thuật cũng được để lên rất cao. Bạn không nhất thiết phải Dynamax Pokemon chủ lực nên đối thủ sẽ không thể đoán được bạn sẽ làm trò gì trong trận đấu. Ngoài ra, Dynamax còn một dạng đặc biệt được gọi là Gigantamax. Khi này, không chỉ hóa siêu to khổng lồ mà hình dạng Pokemon cũng sẽ thay đổi. Tất nhiên là chúng vẫn giữ nguyên hệ nhé. Và mỗi Pokemon Gigantamax còn có một chiêu thức đặc biệt độc quyền gọi là Gmax. Anh em nghe ok chưa? Quá ok đi chứ. Vậy, theo các bạn, trong 3 cơ chế chiến đấu đã được giới thiệu, bạn cảm thấy thích và theo bạn, cơ chế nào mạnh nhất? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment bên dưới cho AD Đập Dai và mọi người cùng biết nhé. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD Đập Dai và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.